Facebook đi. Facebook luôn hả? Facebook đi, để coi coi là bạn ấy post cái gì lên hôm nay. Kỷ niệm một năm về trước. Trang cá nhân. Cá nhân ha. Đúng rồi. Đây. Khoa Lê. Khoa Lê chuyên nhận nam nữ bưng tráp cho CDCR. CDCR là gì ta? Cô dâu chú rể. À, cô dâu chú rể. Hay ha. Kinh nghiệm á. Ừ. Wow, 22. Có tập gym nữa nha, có tập gym nữa nha. Sao không được coi nè? Được coi. Đó, đẹp trai quá. Ồ, chụp hình cưới nữa hả? Đâu, thì... đó đồ lễ phục của làm tiệc cưới đó. Đó là... chụp hình có nghĩa là chụp mẫu đó anh. Chụp người mẫu. Mẫu mà. Đúng rồi, chụp mẫu hình cưới. Quá trời, anh chàng này thuộc cũng dạng trời một dạng ơi, showbiz đúng không? Tập gym nè, cơ bắp này nha. Chân mày sắc quá nè. Ừ. Mèo đi, con mèo đi. Mèo ha, ok, mèo. Mèo coi coi làm mèo. Việc sao. Coi làm việc mèo, sao. Mèo, mèo, mèo. Quảng cáo, thay đổi số tài khoản. Rồi. Ừ. Số tài khoản. Ừ. Nhiều số tài khoản quá. Vậy là bạn này ít làm việc qua mail, chủ yếu là qua điện thoại. Rồi, có cái khác. Rồi. Gì nữa? Âm nhạc. Âm chứ... nhạc. Âm nhạc. Vô. Cá nhân. Cá nhân. Ừ. Tải gì? Về. Thay thế. Nếu không thể đến với nhau. Cô gái 1m52. Chiều hôm ấy. Não cá vàng. Wicked Wonderland. Ủa sao tới cái từ tiếng Anh không đọc? Wicked Wonderland. Wicked Wonderland. Rồi. Yêu một người có lẽ. Làm người yêu nhé, baby. Ừ, cứ thế mong chờ. Thế giới ảo tình yêu thật. Mình hơi rảnh á. Ừ. Rồi, ok, mình hiểu cái style nhạc bạn này rồi. Thôi, giờ coi cái này. Không, bên kia. Dạ, muốn coi gì vậy? Coi hình. Coi hình ảnh. Mẹ mẹ đúng mẹ, không? Mẹ, chấp nhận là được bà nè. Ô, mẹ mà trẻ quá ha, mẹ còn trẻ ghê. Mẹ nhiêu tuổi? Mẹ em sinh năm 70 ạ. 70? Dạ, 70. Sao mẹ không ở quê mẹ, mẹ lên Sài Gòn ở luôn với bạn? Đúng rồi, em đón mẹ vô trong Sài Gòn. Oh, giỏi quá. Vậy ở nhà còn ai không? Ở ngoài quê? Có ba thì ba một thời gian nữa ba sẽ vô trong này. Em ơi, hình đám cưới nãy là đám cưới bồ cũ em hay sao em? Đây là bạn thân của em. À, bạn thân của em thì hai người em với bạn chơi với nhau thì bạn em lấy vợ mà. Giờ em nôn không? Em nôn không? Nôn tới em không? Dạ có nôn ạ. Rồi tụi em đi đâu mà ngủ lục vậy? Đi phượt hả? Đứa ngủ hết trơn à. Đi phượt phải không? Này là tạo nét hả? Dạ. Này đi đóng phim. Đây là ekip của em đi. Ekip? Dạ, ekip đi phượt. Làm MC mà không thấy tấm hình đâu trên sân khấu người ta. Có chị. MC đám cưới. Ôi, lên trên sân khấu quá trình lịch lãm luôn. Mặc bộ đồ vest tươi xanh. Rồi đi qua coi bài hát của bạn này thích làm gì. Rồi, cái bình tĩnh kia. Nhạc rap nè. Phải giấu cuộc tình lời là anh chưa thể nói. Là anh chưa thể nói. Là anh chưa thể nói. Tùng bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Ừ, em có 2 mối tình chính thức. Mối tình mà chia tay gần nhất đây là cách đây khoảng 3 năm. Ồ. Vậy là 3 năm rồi không có người yêu. Tùng ơi, nếu hôm nay em chọn được một bạn vừa ý là em có tiến tới hôn nhân và gia đình không em? Nói chung là em cũng đã xác định là mình vô đây mình lập nghiệp và mình sẽ... Tại vì cái lứa tuổi của em bây giờ nó cũng không còn trẻ nữa thì cũng sẽ cố gắng. Để cho hai bạn nữ của chúng ta có thời gian tìm hiểu cái chiếc điện thoại của hai chàng trai như thế nào. Xin mời hai cô gái. Thứ nhất là cảm ơn hai chàng trai, cảm ơn hai cô gái còn lại phía trên. Thế nhưng bây giờ là cái tình thế thay đổi. Sự quyết định thuộc về hai cô gái, cho nên là hai chàng trai thân mến, bây giờ hai bạn phải nói một điều gì đó với hai cô gái của chúng tôi trước khi đến với quyết định này. Xin mời. Đầu tiên, Hải Đăng, mạnh mẽ lên. Mình sẽ ấn tượng với cô gái thứ ba vì có lẽ lúc đầu bạn hiểu lầm mình là cái điều kiện của mình là phải cao này kia. Nhưng mà thực chất thì do cái ngoại hình của mình thì hơi cao nên mình chỉ muốn là cái một người nào đó nó hơi ấn tượng với mình xíu, cân bằng với bạn, cân bằng. Dạ. Thì mình chỉ đặt điều kiện đó thôi, nhưng mà trong cuộc sống thì đâu có ai nói trước được điều gì đâu, thì mình mong là bạn sẽ suy nghĩ lại. Dạ. Bây giờ bắt đầu quéo nhẹ rồi. Quéo nhiều quá, nó năn nỉ rồi. Quéo thôi, bây giờ phải quéo rồi. Quéo rồi, số ba ơi, nó quéo năn nỉ nhẹ rồi nghe cưng, coi lại. Rồi, Thanh Tùng, xin mời. Đối với Tùng thì Tùng thực sự là hôm nay đến với chương trình đặc biệt hơn nữa là được gặp hai bạn và một bạn mà mình đã chọn nữa, thì mong muốn một điều rằng là bạn hãy cảm nhận và nắm bắt cái tần số, nếu mà chúng mình cùng tần số với nhau thì mình có thể chọn, và mình sẽ cố gắng là chắc chắn một điều rằng là sẽ mang lại niềm vui cho bạn.
Cảm ơn hai chàng trai. Bởi vì cái sự khó khăn của hai cô gái cho nên là chúng tôi sẽ dành cho hai cô gái ít thời gian để họ suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Còn các bạn thì sao? Hãy nghĩ với Lao, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Mời hai chàng trai bước lên sân khấu để chúng ta biết được quyết định của hai cô gái như thế nào nhé. Xin mời. À, đây là số 2 đúng không ạ? Số 2 thì qua đây và về với Buka. Còn số 3 qua đây với... Chị Hương ơi. Hả? Chị thấy làm sao? Rối. Rối hả? Rối quá, không ngờ bận đồ rồi? Quá đẹp. Nổi quá. Lộng lẫy, nổi quá nổi. Xuất sắc. Màu đỏ luôn. Rực rỡ. Đi tìm bất tình yêu mà. Bất ngờ với cô giáo. Dạ. Bây giờ cô giáo hãy cho biết đi, mình ra đây. Cô giáo phải sần quá. Mình nhìn đó là thấy được cái bờ vai thôi, ở phía sau một chàng trai thôi. Thì mình cảm nhận như thế nào? Hiện tại em rất là run. Dạ, đối với em á là đối với tìm để tìm một chàng trai không cần qua quá đẹp thì nó sẽ rất là dễ đi ra ngoài bay bướm, là nhiều cô gái khác theo đuổi và cũng rất là dễ để mà để tìm bạn gái khác, nên em cần một người là thật sự tin tưởng và chính. Còn bên đây Sương. Dạ, nãy giờ Sương em ơi, ngồi trong đó thì cũng hồi hộp, mà ra đây thì còn hồi hộp hơn nữa. Bây giờ nè, mình nhìn đằng sau lưng anh này, mình thấy sao? Nãy giờ mình sẽ thấy ảnh cũng hơi bối rối và hồi hộp đó. Tay thì cứ nắm rồi vuốt áo rồi các kiểu chỉnh chu. Sao em? Em thấy ảnh cao mà em thì lụn. Không sao, chiều cao không quan trọng đúng không? Dạ, thì hy vọng là anh này sẽ làm cùng tần số với em thì cùng anh. Hy vọng thôi đúng không ạ? Rồi, hai cô gái cũng đã có chia sẻ riêng của mình. Vậy thì bây giờ sẽ là quyền quyết định của hai bạn. Đầu tiên, xin mời cô giáo bên kia trước đi. Và bây giờ hai bạn sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình. 10 giây, bắt đầu. Mình có quyết định gọi hay là không? Gọi hay là không? Và... bạn nhá đèn chưa kia. Nghe đi nào, đừng quay lại nha, nghe trước đi nè. Rồi, quay luôn rồi. Nôn nóng quá thì thôi mình nhìn mặt nhau luôn nha. Alo là đồng ý rồi. Rồi, vậy thì bây giờ hai bạn nhìn mặt nhau và nói lên cảm nghĩ của mình. Hai đứa đúng sân khấu luôn, bận hai bộ đồ hợp cho sân khấu. Rồi. Biết trước hay sao? Sao, nói nè. Cái nhìn đầu tiên, cảm thấy như thế nào? Thực sự là bạn cũng rất là xinh. Bạn rất là xinh. Cảm ơn bạn đã... Em thấy khuôn mặt em giống, hơi tuyệt tuyệt, giống tròn tròn giống nha. Khuôn mặt anh cũng hơi tròn tròn giống em. Thế là tướng phu thê đó. Tướng phu thê đó em. Phu thê đó. Thôi vậy hai bạn ơi, nắm tay đi. Xin đi cho anh nắm tay hay là... Cho phép anh được nắm tay em ha. Nắm tay chứ ai bắt tay. Giờ. À, chưa hết muốn dẫn về luôn rồi kìa, từ từ. Bên kia thì hạnh phúc quá rồi. Dạ. Còn bên đây thì chắc chắn là cũng đang rất là hồi hộp, đặc biệt là Hải Đăng. Xin mời Hải Đăng đưa điện thoại của mình lên. Và bạn Sương chỉ có 10 giây để quyết định là mình có gọi hay không thôi. 10 giây dành cho hai bạn, bắt đầu. Bây giờ anh muốn lùi xuống với em hay là em bước lên với anh? Được. Dễ luôn. Thì anh sẽ lùi bước về sau để thấy em rõ anh hơn. Anh sẽ tiến về phía em. Thì tiến mà rất nên anh nhận. Lùi. Ta hỏi lùi hay em về sau để thấy em rõ hơn. Em lùi hay là cổ tiến? Yeah. Nào, vui quá, dẫn hạnh phúc rồi, viên mãn rồi. Rồi bây giờ vậy nè, hai bạn ơi, khoan từ từ bên đây, hấp tấp để người ta chia sẻ cảm giác. Nào, mặt đối mặt nào, nói chuyện với nhau một xíu đi. Bạn khá là xinh luôn á anh. Nói với người ta chứ. Xin lỗi hôm nãy ra điều kiện hơi cao, nhưng mà mình sẽ
không sao, mỗi người đều có một tiêu chuẩn riêng của mình mà. Cảm ơn bạn. Vậy thì làm gì? Đứng tới dài luôn, tôi thích ở cái ôm này đây nè. Để tôi tặng cho Long An tôi coi. Dù đây tặng không? Cho hai em. Cảm ơn à. Anh, dễ thương quá, xinh quá bé ơi. Chúc mừng hai cặp đôi. Dạ, xin được cảm ơn ban cố vấn rất là nhiều về ngày hôm nay đã xe duyên được cho hai cặp đôi nữa có chung tần số với nhau. Cho bốn bạn sẽ giữ được cái trái tim bằng thủy tinh này lâu thật lâu ở trong tương lai. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình Tần Số Tình Yêu tuần này. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình đó là 21:40 tới thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hơi hao hao giống nhau chị. Bé gái cao mét mấy? Mình sổ.